Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với Nhị Khả Nam ơi. Và sau một thời gian chơi vẫn đang chán chán thì bây giờ Khả sẽ đổi con lôn nữa. Sau khi đồ đặt ok thì Khả sẽ đổi con lôn nữa mà. Ngày hôm nay thì Khả đang được 14 kim 120 rồi. Bây giờ Khả đổi con lôn rồi có 120 luôn nha nè. Sau này thì 110 đã có 120 rồi nè mà. Cách vô giao nộp môn phái nè. Đổi con đao nè. Đánh con đao vui. Tao chỉ phải pháp con lôn này. Con lôn đao pháp đúng không? Chỉ có con lôn đao này mà. Đồ đạn tao chuẩn bị ít rồi. Chỉ có lôn đao. Chỉ có lôn đao đóng rồi. Rồi, ngựa này. Rồi, chắc chắn này. Đang hàng táo nè em ơi, đây, giày nè, đào nè, áo nè, đai lưng nè, đai tây nè. Ngực bội nè, nó nè. Giải kết sức mạnh thông pháp này, 65 huyết nó không nói rồi. Nhiều tay không nổi, 55 rồi. 55 55 6 là con pháp, sẽ quét được ra 16. Mười sáu, muốn 30, 30 là 45. Một đi kiệt, võ công vang vòng mãi. 45 15, 15, 63 còn còn thiếu nha. Từ ok cái tăng sức mạnh nó mặc đồ cái này mà. Rồi đao này, nhắn này, đai dây đó. Rồi Khả lên được đôi giày tím luôn nha nào. Đao bây giờ sẽ mang áo thổ. Ôi áo thổ xong mình thông pháp 110 á. Thôi chứ mắt cứ mang tạm rồi nè mà. Giờ ép đồ cũng vậy. Rồi chúng ta lên tiếp. Thông pháp này. Nón nè. Từ mang nó ra. Nhắn 500. Nó còn đoạn luôn, đoạn em ơi. Rồi, 540. Một cánh lôi. Ủa, mang cái này đa số cánh lôi luôn. Không có lôi. Không có 16. Rồi, tăng điểm rồi. 1 con trong phái còn giật về con trong phái lên 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 hạ ba em ơi lên 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 314 rồi phải lên trong một chỉ con lô rồi chỉ con lô rồi kiếm pháp đao pháp này hạ ba tụi nhất nó xuống đây luôn hả bên đây gan nhỉ đao pháp lên anh em lên anh em chơi nó anh em chung được chung được chung đây 20 điểm nè ý chắc mày nó còn 50 đào tải lại mà không sao đa số ít nè rồi cũng là thiếu điểm và đó đánh con lôn thiếu điểm dữ trời đó, con lôn thiếu mớ điểm luôn em ơi lên đi chứ không thôi tụi ít thôi mà có 2-3 xe cũng không được anh em ơi pháp cho mày mấy rồi đúng luôn được tay được nói chung hiện tại bây giờ là đang dừng 110 điểm thân pháo nè mà cái này đã tính xong nhận lên hoạt động và tính xong nha tăng nhập con sức mạnh này chạy bùa rồi lên đó sau khi lên xong sẽ đồ anh em xem xong qua nè 40 chón là 80 40 chòm là 80 chòm 80 chón nè rồi full thắng lôi cái này có thể thay đổi được cái nhẫn nhẫn kháng hỏa như nè đây thì nhận kháng hỏa vào chỗ này bởi vì cái đao kim nó sẽ thương qua 19-30 chuyện khác cả khoảng 40 chưa thay đồ khăn lôi vô nó quýnh đau quá rồi 80 chóng 80 chậm nha nè lên hạ ba nè mơ lên hạ ba luôn nè mơ rồi lên hoạt động nè mơ anh em xem like xem đỡ làm like cho xem hộ cho nè mơ